Đấy, các bạn xem cái cành chiết của mình nhá. Đấy, bầu bó rất là đẹp luôn. Đấy, gốc hồng rất là già. Đấy, bây giờ chúng ta chỉ việc đợi ra rễ thôi. Đấy, đây là đất để làm bầu chiết nhá. Đất làm bầu chiết hoa hồng này. Đất này rất là tơi luôn. Đất này là đất bãi. Mình vừa được xin được ít rồi. Đấy. Nên đây là mình sẽ lựa, đây là sơ dừa. Mình sẽ trộn với sơ dừa và đây là nước. Đấy thôi. Đấy. Đấy, mình xin tiếp tục là giới thiệu đến cái cách để làm đất để bầu chiết cái cành hoa hồng nhá. Đây, các bạn nhìn này, đấy. Ôi, hoa hồng nhà mình nhá. Cành hàng luôn. Đây, sau khi đất tơi này nhá, chúng ta cho ấy vào, cho sơ dừa vào, trộn cùng. Sơ dừa trộn cùng. Rửa trộn cùng xong chúng ta đảo đất đi, đảo trộn, ủ cho nó thật, đánh nhờ xong nó thật thật nhuyễn thì thôi, để xong rồi bó bầu. Đấy, chỗ này chắc đủ rồi. Mình làm luôn đất để mình chiết mấy cây hoa giấy, chứ còn chiết mấy cành hoa hồng thì ít thôi. Sơ dừa. Cái sơ dừa này để nó làm cho cái bầu nó được tơi. Thế xong rồi khi mà cái cành hồng nó bật rễ thì nó sẽ bám được luôn vào đất, vào bầu, và nó sẽ phát triển dễ dàng. Mình vừa làm vừa quay cho nên là nó hơi khó. Nếu có người quay hộ thì làm nó dễ lắm. Nhiều quá. Hôm nay để mai thì chiết luôn cả hoa giấy nữa. Đây là mình quay cái cách làm để chiết cái cành hoa dơ hồng nhá, cho các bạn mới bắt đầu làm thôi, cho các bạn chơi hoa tự làm chứ không phải là bên làm cây giống. Nhiều người làm cây giống thì có thể họ có cái những cách nó hay hơn, nhưng mình là người chơi hoa, người chơi hoa và để mà không phải đi mua, tự làm thì mình tự chiết lấy để làm, đảm bảo vừa có hoa chơi mà cái lúc mà nhiều cái khóm hoa của mình cắt chỉnh, mình bắt buộc mình phải cắt tỉa bỏ. Nếu mà mình cắt bỏ, nếu mà không chiết thì mình nó phí. Dâm thì chỉ có hồng ta thì sống tỷ lệ cao, chứ còn những các loại hồng khác là dâm là tỷ lệ sống thấp. Chính vì thế cho nên là tốt nhất là chiết cho an toàn. Đấy, như thế này là cho cái này hơi nát nhưng mà nó khô một tí. Cái này là cho vào bầu bó bầu là lên. Ui, đất này là tuyệt vời đấy. Hôm nay mình chia sẻ cái cách làm bầu, làm đất
để bó bầu chiết cái cành hoa hồng nhá, cho các bạn chơi hoa muốn tự tay làm nhá. Đấy, các bạn xem video nhớ bấm kênh để ủng hộ mình nhá. Đấy, cũng như tương đối nhiều ấy đấy, tương đối nhiều sơ dừa, thoải mái luôn. Thiếu nước rồi, vào lấy thêm nước không. Này bó sướng, bó bông sướng. Đấy, hồng cổ Sapa rất là nhiều luôn. Đấy, tưới thêm nước vào trộn cho nó đói gì thôi, trộn cho nó đều gì thôi. Khi chúng ta cho nước vào, chúng ta có thể để một lúc cho nó tự ngấm được. Thế còn đảo thì để ý không nó chảy ra ngoài. Nhìn tuyệt phết đấy. Đất để chiết cành hoa hồng này thì chúng ta lưu ý là cái lúc mà luôn chúng ta bó ấy, thì cái chúng ta trộn cái này nó phải đừng để nhão này nhá. Nhão này là ướt này là nó hỏng đấy. Chúng ta chỉ để nó gọi là ẩm ẩm thôi, chứ đừng để nhão nhét thế này. Nhão nhét này là hầu như là không tốt. Đây là mình đang trộn cho nó nhão để cho nó dễ trộn thôi. Thế còn sau là nó lại đến lúc mà bó bầu thì nó phải khác. Đúng như thế này. Đấy, sau khi chúng ta trộn đất mình sơ dừa và nước nhá, mình không dùng kích rễ kích trước gì đâu. Đấy, giờ nó như này đây, nó không khô lắm đâu, nó ẩm ẩm thôi. Đấy, nắm được. Và đây là giấy bóng nhá. Đấy, giấy bóng rồi mình sẽ mỗi bầu mình cho một nắm, nắm nhỏ thôi, không cần to. Vậy thôi, này là được một nắm nhé, được một bầu. Nếu mình bóp cho nó ra rắn mà. Đây, bầu nữa đây. Đấy, đây là cái bầu nữa này. Và đây, cái này nữa. Đây, cho các bạn xem mình sau khi mình thời gian mình khoanh được một tuần nhá, cái cành này mình khoanh được một tuần thì hôm nay mình tiến hành mình chiết này. Đấy, đây nhá. Đấy, cho mọi người xem cái vết. Đấy, khoanh thì nó sủi đấy, thấy chưa, mọi người thấy chưa, đấy nó sủi đẹp không. Đấy, nó sủi rất là đẹp. Tiến hành mình bó bầu nhá. Đấy, đây một cành này, đây một cành nữa. Cành này sủi thì không đẹp bằng cái cành trên. Thì cũng tương đối. Còn đây, đây là cành to của mình.
Cái này nó không sùi lắm, như cái vết nó cũng được tương đối rồi. Đây nhá, đây cái cành này, đây xem. Đây nha các bạn nha, mình có đất bầu này, dây buộc này. Đấy. Đất bầu này bây giờ thì mình sẽ nắm nhá, nắm cho nó quyện vào nhau. Cái khô khô này thôi, không cần ướt quá đâu, ướt quá là nó sẽ hỏng, cũng hỏng đấy. Bỏ bớt đi, bớt từ bóng này. Đấy, giờ nó gọn gàng này rồi nhá. Các bạn mình xem mình bắt đầu tiến hành chiết nhá. Bỏ bao này, chúng ta để sát cái này nhá. Cứng, nắm lại. Nắm lại xong mình vẽ nó ra. Vẽ nó ra cho nó dễ nhé. Đây. Vẽ nó ra này. Ấp vào. Rất nhiều gai luôn. Đây, ta buộc vào nhé. Buộc chắc vào nhé. Đây buộc chắc hai đầu. Quá nhiều gai luôn các bạn.